Không phải Xuân vắng em, cũng chẳng phải lặng lẽ bên người, Lý còn sáo Bạc Liêu thì chắc chắn lại càng không. Vì theo lời con gái Phi Nhung là Wendy Phạm, thì Mạnh Quỳnh sẽ chỉ thể hiện sáng tác này trong đêm nhạc Phi Nhung ở Việt Nam. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Mạnh Quỳnh sẽ thể hiện ca khúc này. Là đứa con tinh thần tâm huyết nhất của nam ca sĩ suốt những tháng ngày Phi Nhung ra đi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem phần giới thiệu cực kỳ xúc động của Mạnh Quỳnh. Xem tiết mục này có gì đặc biệt nhé. Chúc mừng quý vị. Mạnh Quỳnh gửi lời chào đến tất cả quý vị hơn 2.000 khán giả đang xem online, đang live stream buổi tối hôm nay, chiều hôm nay luôn. Trước hết Mạnh Quỳnh rất là cảm ơn sự hiện diện của quý vị buổi chiều hôm nay, mặc dù là ngày thứ sáu rất là bận rộn, nhưng vì tình thương của quý vị dành cho Phi Nhung rất là nhiều, rất là to lớn. Có rất là nhiều quý vị khán giả ở xa bay về đây, từ ở Úc Châu, ở Washington DC và cả New York để về đây rất là đông để ủng hộ chương trình này. Thì Mạnh Quỳnh cũng không biết nói gì hơn, xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi chiều, một buổi nghe nhạc, một buổi làm từ thiện, một buổi ăn thật là ngon bên miệng bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh Quỳnh ơi, em biết là mình cũng đã chia sẻ khá nhiều về cái mục đích cũng như là cái số tiền mà mình gây quỹ trong chương trình hôm nay nó sẽ dùng để cho cái mục đích ý nghĩa gì. Nhưng mà em nghĩ bây giờ bởi vì mình đang thu hình trực tiếp cho những khán giả ở xa và những khán giả có mặt trực tiếp ở đây, có thể mình lặp lại thật là nhanh cái ý nghĩa cũng như cái mục đích của chương trình từ thiện ngày hôm nay. Ý nghĩa hôm nay là quý vị đã thấy cái chủ đề của chương trình đó là mơ ước của Nhung. Một mơ ước mà Phi Đức Phi Nhung còn đương thời, Phi Nhung cũng rất là thích và mong muốn được thực hiện một cái hoài bão này, đó là xây dựng ngôi trường Việt ngữ cho con em của chúng ta ngay tại California, Oregon. Ngay tại nơi mà người Việt Nam chúng ta sống rất là đông. Thứ nhất là Phi Nhung có nói là Phi Nhung không có được học hành đến nơi đến chốn. Cho nên Phi Nhung muốn là những đứa trẻ sau này không những học tiếng Việt rành mà kể cả tiếng Anh chúng ta cũng học. Và hôm nay đây, nhất là tại hải ngoại, trẻ em chúng ta nói tiếng Anh rất là nhiều. Cho nên Phi Nhung muốn là có một cái ngôi trường Việt ngữ để cho các em đến để trau dồi thêm ngôn ngữ của người Việt Nam, giữ cái truyền thống dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Và hôm nay thì thực ra thì Phi Nhung tâm sự nhiều, rất là nhiều với Mạnh Quỳnh. Quý vị biết là đi hát 20 mấy năm với nhau mà có những lúc mà ngồi nói chuyện cả thâu đêm suốt sáng. Tất cả những cái kỷ niệm, những hoài bão của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đều ghi trong lòng hết. Nhưng mà hôm nay thì Mạnh Quỳnh từng bước một, Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng làm bằng hết khả năng của Mạnh Quỳnh để thực hiện cái mơ ước của Nhung. Và đêm nay chương trình này thì chúng ta tất cả quý vị đóng góp để chúng ta có một số ngân quỹ thật là kiểu bằng vừa đủ để chúng ta hoàn thành cái ngôi trường Việt ngữ cho con em của chúng ta tại California. Cảm ơn quý vị rất nhiều.